Phật tử có 4 ngày về cuộc đời của Đức Phật chúng ta nhớ. Phật đản sinh mùng 8 tháng 4, đi xuất gia là mùng 8 tháng 2, thành đạo mùng 8 tháng chạp, nhập niết bàn tức là mất đó là rằm tháng 2. Thì nếu mình nói theo sự kiện của Đức Phật là đản sanh, xuất gia, thành đạo, niết bàn, thì mình nhớ 4 cái sự kiện đó thì mình nhớ 4 ngày đó. Còn nếu mình nhớ ngược lại, mình nhớ theo thứ tự của năm thì tháng 2 rồi tháng 4, tháng 2 có 2 cái lễ rồi tháng chạp. Nhưng bây giờ Pháp Hòa chỉ yêu cầu đại chúng nhớ 2 ngày quan trọng thôi. Là cái ngày ngày Đức Phật đản sinh và ngày Đức Phật niết bàn, thành đạo. Nhưng mà sau này á, khi mà Phật giáo có một cái đại hội chung với nhau thì đã đi đến cái quyết định là tất cả những ngày lễ sau này của Đức Phật đều chọn ngày trăng tròn hết, cho nó dễ nhớ. Cho nên ở bên cái truyền thống nguyên thủy á, Nam Tông á, là người ta không có tổ chức lễ thành đạo vào cái dịp này, mà người ta tổ chức luôn chung vào cái lễ Phật đản. Cái lễ nhớ không, năm nào lễ Phật đản và cũng nhắc đó, người ta gọi là lễ tam hợp. Tam hợp là hợp ba cái lễ lại thành một: đản sanh, thành đạo, niết bàn. Nhưng mà riêng Phật giáo Bắc Tông, tức là Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng, thì Phật giáo Bắc Tông là năm nước này đó, thì lại chia cái ngày lễ thành đạo ra vào cái dịp này để mà tổ chức riêng. Thì Phật giáo Bắc Tông là chia các lễ ra chứ không có họp lại chung. Thì cái ngày lễ thành đạo đó có nghĩa là ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Ta thành tựu được cái sự nghiệp tu hành của Ngài 6 năm ròng rã đi tìm đạo, đi hỏi đạo, đi học đạo, và cuối cùng Ngài ngồi thiền dưới gốc cây gì? Cây gì? Cây đó là cây Tất Bát La, phải không? Mà ngày nay chúng ta gọi là cây Bồ Đề. Trước khi thành đạo, cây đó nó không có phải là tên là cây Bồ Đề, nó tên là cây Tất Bát La, Pipala. Nó là cái cây thường, cây đa trong rừng thôi. Nhờ bởi vì cái cây nó rất là lớn và nó có cái tàn rất là rộng, có thể che mưa nắng được, cho nên Thái tử đã chọn gốc cây đó để ngồi thiền. Và khi mà Ngài thành đạo thì nhà Phật gọi là đạo Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Là giác ngộ. Nghĩa là Thái tử không còn là người bình thường nữa, mà Ngài đã tỉnh thức toàn vẹn. Thì cái sự nghiệp, sự giác ngộ đó chúng ta gọi là, tiếng Phạn gọi là Bồ Đề, chứng quả Bồ Đề, hay nói theo tiếng Việt là giác ngộ, giải thoát. Từ đó cái cây đó chúng ta được gọi là cây Bồ Đề, chứ bản thân nó không phải là Bồ Đề. Nó không có tên Bồ Đề gì hết trơn á, nó là một cây thường thôi. Ví dụ như lúc đó mà Đức Phật ngồi ở dưới cây mít và thành đạo thì bây giờ mình gọi cây mít là cây Bồ Đề, phải không? Nhờ sự, cái người nào mà tỉnh thức giác ngộ thì chúng ta gọi là Bồ Đề. Thì ở trong kinh á, có kể rằng á, trước khi Ngài ngồi thiền thành đạo đó, Đức Phật, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, đã nằm chiêm bao, có một chất chiêm bao thấy năm điềm. Và hôm nay Pháp Hòa trước mình nhắc lại chút xíu về lịch sử Đức Phật. Thì cái bài, cái đoạn kinh này được nhắc ở trong Tăng Chi Bộ. Trong đêm trước Ngài thành đạo, dưới gốc Bồ Đề, Thái tử Tất Đạt Đa nằm mộng thấy năm chuyện kỳ lạ. Sau này khi kể lại, Đức Phật đã giải thích rõ ràng, đó là điềm báo trước cho những gì xảy ra với Ngài và sau đó. Một, đây là giấc mộng đầu tiên. Ngài mơ thấy mình hóa khổng lồ và đang ngủ trên mặt trái đất. Đầu của Ngài gối trên đỉnh Himalaya, tức là Hy Mã Lạp Sơn. Tay trái đặt ở biển Đông, tay mặt đặt ở biển Tây, hai chân ở biển phía Nam. Giấc mộng này nói lên rằng Bồ Tát sẽ chứng thành Phật.
chứng thành bậc chánh đẳng chánh giác và là thầy của trời người. Đó là giấc mộng đầu tiên. Tức là ngài thấy rằng ngài nằm thì tự nhiên cái thân của ngài nó hóa rộng ra, hóa to ra, và đầu của ngài gối ở trên cái đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, tay trái của ngài đặt ở biển Đông, tay phải của ngài đặt ở biển Tây, và hai chân xuôi về phía Nam. Đó là giấc mộng thứ nhất. Giấc mộng thứ hai, ngài mơ thấy cọng cỏ Thiriya màu đỏ mọc lên từ rốn của ngài. Nó cao dần, chọc đến trời và dừng ở đó. Đây là điềm báo cho việc ngài sẽ tìm thấy đạo giải thoát qua bát chánh đạo và đem giáo pháp giáo hóa khắp cho muôn người, muôn cõi. Điểm giấc mộng thứ hai là ngài thấy một cái cọng cỏ. Cái cọng cỏ này nó có tên là Thiriya. Từ cái rốn của ngài mọc cao thẳng lên tới trời và dừng lại. Thì cái đó là cái điềm là báo là Đức Phật sẽ nói cái pháp gọi là bát chánh đạo. Thứ ba, ngài mơ thấy từ bốn hướng bay đến bốn loài chim màu xanh, màu đỏ, màu xám, màu vàng. Khi bay lại đậu trên chân của ngài, tất cả chúng đều chuyển thành màu trắng. Giấc mộng này báo rằng khắp bốn giai cấp của vua chúa, tăng sĩ, thương gia và dân thường đều quy phục giáo pháp của ngài, xuất gia và chứng quả. Cái thời đó, đó Ấn Độ có bốn giai cấp: vua chúa nè, giáo sĩ nè, thương gia nè và dân thường. Mà bốn cái giai cấp này là giai cấp nào là chơi với giai cấp đó chứ không có qua lại. Và đặc biệt là thí dụ như người dân thường, người nghèo khổ không được đi tu, không có được đi vào trong những cái giáo đoàn gì tu hết. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời thành đạo ở tại Ấn Độ thì ngài làm cái việc đó. Trong hàng đệ tử Phật có đủ bốn giai cấp này, có đủ bốn giai cấp này. Thậm chí mà cùng đinh nghèo khổ nhất cũng có mặt. Ví dụ như là đệ tử của ngài là có ai? Vua có không? Đó, vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế, vân vân. Rồi nói về thương gia thì thiếu gì? Nội ông Cấp Cô Độc cũng là một thương gia rồi. Rồi bà Visakha, những người đệ tử giàu có. Rồi thậm chí những người đệ tử mà ngã làm thấp nhất trong xã hội, như là cô Liên Hoa Sắc, như là ngài Ubali. Ngài Ubali là đi đổ phân, Liên Hoa Sắc là kỹ nữ, cũng đều quy tụ đi tụ. Cho nên ngài làm một cái việc là xóa cái giai cấp ở trong xã hội vào thời đó. Và khi mà các vị mà cùng đinh vô tu á, thì các vua chúa không có dễ chịu. Các ông rất là khó chịu và nghĩ rằng tại sao Đức Phật lại thu nạp những cái người thấp hèn trong xã hội như vậy vào trong cái giáo đoàn. Tại vì đối với họ là những người nào mà tu sĩ là cao đẹp lắm, chứ những người thường không có thể trà trộn vô đó được. Và thời đó là tu sĩ là chơi với tu sĩ, không có giao tiếp với người khác. Và khi đó thì có một vị vua đi vào trong, ông vua Ba Tư Nặc nghe tin, đi thẳng tới Phật để mà hỏi coi, nghe nói Đức Phật mới thu nạp một cái người mà cùng đinh trong xã hội. Đức Phật nói hồi nãy Hoàng thượng đi vào đây gặp tôi, ngài có thấy một cái thầy trẻ trẻ ngồi ngoài gốc cây đó không? Thì vua Ba Tư Nặc nói dạ có, cái vị thầy tu đó đẹp quá, ngồi trang nghiêm và nhìn rất là sáng. Thì Đức Phật mới nói đó, đó là cái ông mà ông lên đâu đây ông bán vốn tôi đó. Đâu có phải là chỉ có người giàu mới tu được, không chừng ta nghèo ta dễ tu hơn. Tại vì ta không có tiền bạc gì vướng bận hết, cho nên ngồi vô cái nhập định liền. Còn mình giàu quá, mình có tiền quá, thành thử mình ngồi vô cái mình suy nghĩ cái kỳ này một vốn mấy lời đâu biết. Cho nên cái người mà ta trống rỗng chừng ta tu khỏe hơn mình. Mình giờ nhiều thứ quá, mình tu có bộ khó. Đó là thứ mấy. Giấc mộng thứ hai, giấc mộng thứ ba là thấy bốn loài chim ha quy tụ về đến với ngài, và màu xanh, màu vàng, màu xám, màu đỏ gì đó.
Khi mà quy tụ về thì đậu lại một chỗ thì bốn chim đó nó biến thành màu trắng hết. Điều này để nói lên rằng bốn giai cấp trong xã hội đến với Ngài đều được cái sự giáo hóa hết. Giấc mộng thứ tư, Ngài mơ thấy những con dung màu trắng bò lên chân mình và phủ kín đầu gối. Đây là điềm báo về sự xuất hiện đông đảo các cư sĩ áo trắng quy phục Ngài. Ở trong thời Phật, cư sĩ mặc áo trắng, cho nên mình có cái bản kinh gọi là gì đó, Bạch Y Cư Sĩ. Đến bây giờ đó, người Tích Lan, người Thái, người ta vẫn giữ cái truyền thống là đi chùa mặc áo trắng. Người ta đi chùa không có mặc áo màu giống mình. Cho nên Phật tử mình, ví dụ như người Việt mình không có cái truyền thống đó, cho nên đi chùa là áo xanh, áo đỏ, áo vàng, áo tím gì cũng mặc đủ màu hết. Cái đi vô trong này cái mình phải chế cái áo màu khác tròn lên, màu lam để cho nó giống nhau. Nhưng mà bên đặc biệt là bên Tích Lan, tất cả cư sĩ dù con nít đi chùa cũng phải may đồ trắng cho nó mặc. Họ quấn xà rông trắng. Còn nếu mà nam không có quấn cái xà rông theo truyền thống họ thì mặc cái quần cũng quần trắng, áo sơ mi trắng. Rồi tất cả người nữ đi chùa là mặc xà rông trắng rồi, hoặc là nói chung là đồ trắng. Rồi chẳng những vậy mà còn sắm thêm một cái tấm vải trắng khi đi vào trong lễ Phật là tròn tấm vải đó lên. Ở bên Tích Lan á, nhà nào là Phật tử thuần thành mà thường thỉnh quý thầy á, là gia đình đó thường có những tấm ra màu trắng để dành. Khi chư tăng tới, trước khi mà họ chư tăng tới là họ quy định cái ghế nào để cho thầy ngồi thì họ trải cái tấm ra trắng đó lên. Thì một lát nữa quý sư có đến thì họ mời các sư ngồi vào cái ghế mà họ đã trải tấm vải trắng đó. Vì họ quan niệm rằng cái ghế của mình ngồi nó dơ. Và các thỉnh các sư tới ngồi thì mình nên trải ra trắng đó để nói lên cái sự tinh khiết và cung kính của mình. Pháp Hòa đi qua Tích Lan á, mấy cái anh người Tích Lan dẫn Pháp Hòa đi đây đi kia vậy đó. Trong giỏ mấy anh lúc nào cũng có tấm da trắng sẵn. Tới trưa mà ghé vô tiệm nào mà ăn á, trước khi mình bước xuống xe là mấy ảnh chạy vô trước. Là mấy ảnh chạy vô trong cái chỗ mà cái bàn mà chút xíu mình sẽ ngồi ăn đó, mấy ảnh trải sẵn tấm da đó lên cái ghế đó. Rồi Pháp Hòa vô tới là ảnh mời Pháp Hòa ngồi vô cái ghế đó. Ăn xong rồi thì đứng dậy rồi ảnh xếp cái da đó, ảnh cất, ảnh đem đi. Mà bất cứ chỗ nào mà trong tiệm mà tới ngồi là ảnh chạy vô trước, ảnh chạy cái tấm da trắng đó ra. Sáng mà ảnh ngủ dậy mà ảnh gặp mình cái là ảnh quỳ xuống lại. Rồi mấy Phật tử Việt Nam mình đó, gặp Pháp Hòa xá thì Hòa cũng xá lại. Cái nói ủa tại sao thầy phải chấp tay thầy xá lại. Mà nói không, truyền thống của người Việt Nam là Phật tử xá mình thì các thầy cũng chấp tay xá lại. Họ nói cái truyền thống của họ là các thầy không có xá lại, các thầy chỉ im lặng cầu phúc, chúc phúc cho Phật tử. Nhưng mà Phật tử gặp các thầy là quỳ xuống lại. Đến bây giờ ở chùa trên đó cũng vậy, các Phật tử Tích Lan mà lên tới mà gặp mình đâu đó là bất cứ ở đâu, nít người lớn gì lại quỳ xuống ba lại, lấy cái tay rờ lên chân mình một cái. Có nhiều khi họ rờ một cái rồi họ rờ để đây một cái. Đó là truyền thống của người Nam Tông. Và cái đó là những người cư sĩ. Và chúng ta có những bản kinh gọi là Kinh Người Áo Trắng, Bạch Y Cư Sĩ. Các vị rảnh nên lên Google bấm Kinh Người Áo Trắng, đọc cái bản kinh đó. Và bản kinh đó là Phật dạy riêng cho các vị cư sĩ phải giữ giới, năm giới như thế nào. Và cái phước báo khi mà mình giữ được năm giới như thế nào. Và đồng thời là phát triển bốn cái tâm vô thượng của mình như thế nào. Quý vị nhớ bốn tâm vô thượng là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mà chúng ta thường gọi là từ bi hỷ xả. Mà từ bi hỷ xả là bốn cái tâm rộng lớn của một người đệ tử Phật. Và trong cái bản kinh đó Đức Phật có nói về bốn cái cách để mà phát triển bốn cái tâm vô thượng đó. Giấc mộng thứ năm, Ngài mơ thấy Ngài đi trên một ngọn núi lớn đầy chất dơ uế, nhưng hai chân Ngài tuyệt không bị vấy bẩn mãi mai. Đây là điềm báo trước về việc Ngài sẽ nhận được sự kính nể cúng dường khắp nhân thiên
với lòng vô nhiễm. Tức là ngài chiêm bao năm cái điểm đó rồi đó, thì ngài giật mình thức dậy. Ngài thức giấc, ngồi kiết già và suy nghĩ: khi còn ở hoàng cung, ta có mơ thấy năm giấc mộng như vậy không? Ta có thể hỏi phụ hoàng và mẫu hậu của ta nếu người còn sống. Nhưng bây giờ ở rừng Uruvila này chỉ có mình ta, không có ai lý giải những điềm chiêm bao này cho ta. Ta sẽ tự mình lý giải những giấc chiêm bao của ta vậy. Rồi ngài tự lý giải những giấc mộng như trên. Khi trời sáng, ngài đi xuống dòng sông Ni Liên Thiền, tắm gội sạch sẽ, đến dưới gốc cây Bồ Đề, mặt quay về hướng đông, thiền định 49 ngày và thành Phật. Như vậy thì trông theo như dựa theo cái bản kinh này, thì trước khi ngài ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề như là chúng ta học lịch sử đó, thì ngài đã nằm chiêm bao, ngài thấy năm cái điểm này. Và khi giật mình thức dậy thì ngài suy nghĩ, bị ngài đang ở trong rừng mà đâu có ai để ngài hỏi cái điềm chiêm bao này. À, thì ngài mới nói rằng bây giờ ta không có phụ hoàng mẫu hậu để hỏi cái chuyện này. Nếu mà ngày xưa mà có cái iPhone thì sẽ phone hỏi, hoặc là, nhưng mà ở trong rừng thì làm gì có cái đó. Cho dù mà có iPhone đi nữa thì đi tu rồi thì trả sách cái đó theo vô trong rừng mà wifi ở đâu có mà send message. Thì ngài mới nói là không có phụ hoàng, không có mẫu hậu, và cũng có không có ai để ta hỏi, thì ta tự mình sẽ lý giải vậy. Và khi đó ngài ngồi, ngài suy nghĩ ra năm giấc mộng này, và ngài thấy rằng đây là cái điềm báo trước và khích lệ, cho nên ngài quyết định đi vào, đi xuống cái dòng sông Ni Liên. Thì thưa đại chúng, là cái cội Bồ Đề và cái dòng sông nó không có xa. Chỉ cần đi bộ một chút từ cây Bồ Đề đi xuống một chút là tới cái dòng sông đó. Và ngày xưa nước chảy rất là xiết. Bây giờ mình đi về Ấn Độ á, thì cái dòng sông nó vẫn còn, nhưng mà nó cạn nước. Nó cạn nước. Dòng sông nó vẫn còn đó. Thỉnh thoảng có chút nước thôi, nhưng mà phần nhiều là nó cạn nước. Người dân ở cái làng Uluvara bên kia đó có thể đi bộ qua. Thì theo sử kể đó, là khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, thì ngài vẫn còn ở đó thêm 7 tuần nữa. Sau khi mà thành Phật rồi, thành đạo rồi đó, ngài vẫn ở trong rừng đó thêm 7 tuần lễ nữa. Và ngài ngồi thiền ở 7 nơi. Ngài ngồi thiền ở 7 nơi. Và có những nơi ngài đứng suốt 7 ngày. Và có những nơi ngài đi tới, đi lui, đi thiền hành suốt 7 ngày. Cứ tuần chỗ vậy đó. Mà 7 tuần lễ như vậy. Và bây giờ ngay cái khu vực cây Bồ Đề đó đó, 7 cái địa điểm đó vẫn còn. Rồi người ta đã dựng bảng lên và ghi lại cái lịch sử nơi này Đức Phật đã làm gì. Nơi này Đức Phật đã làm gì, và 7 chỗ như vậy. Và chỉ cần đi bộ một chút là qua cái khu rừng bên kia. Đó là cái làng. Đó là cái làng. Và ngày xưa các chú bé chăn trâu, cũng như là cô Sujata, quý vị nhớ cô đó không? Cái cô đó là cái người dân bát sữa, mà Sujata là chúng ta thường hay gọi theo phiên âm đó là cô Tu Sa Đề. À, mình phiên âm cái tên cô đó là Tu Sa Đề, mà nguyên thủy cái tên cô là cô Sujata. Và cái làng của cô ở bên cái bờ sông bên kia. Và cô chính là người đã dâng cho ngài bát sữa khi mà ngài xỉu ở trong rừng. Và bây giờ ngay cái làng của cô, người ta đã làm một cái miếu để thờ cô, tạc cái tượng Đức Phật Thái tử đang ngồi thiền, và có một cô thôn nữ dâng bát sữa cho ngài. Người ta tạc cái tượng đó ngay cái làng của cô. Và thậm chí người ta xây một cái tháp lên để mà kỷ niệm. Cho nên mình cũng cảm ơn cô lắm đó. Tại không có cô đó dâng bát sữa cho Thái tử thì Thái tử chết mất rồi. Thì thưa đại chúng, là khi mà ngài xỉu như vậy đó, khi mà ngài xỉu rồi đó, thì trong cái lúc mà ngài nằm mơ mơ màng màng như vậy đó, thì có một cái đoàn hát đi ngang, thì người ta mới đàn khải đàn, thì cái dây đàn nó bị đứt, thì cái ông đó ông mới thay một cái dây đàn mới. Thì khi mà thay dây đàn như vậy đó, ông căng nó quá thẳng thì nó đứt. Ông làm nó quá dùng thì
kêu nó không tiếng, không có ra tiếng. Ông căng cái dây đàn vừa chừng thì cái tiếng đàn nó hay. Thì thái tử đã ngộ ra được một cái đạo lý là con đường trung đạo. Ngày xưa ngài đã sống quá khổ hạnh, và chính cái khổ hạnh đó nó không làm cho ngài mở mang được cái gì hết. Tại sao? Tại vì khi cơ thể mình bệnh tật đói khát thì mình đâu có đủ cái khả năng để mà mình suy nghĩ gì nữa. Bây giờ đại chúng thấy bữa nào mà mình mà buồn ngủ quá trời, ai mà ngồi nói chuyện với mình, cái đầu mình nó lân lân, mơ mơ màng màng, mình nghe mình chả hiểu người ta nói gì, mà thậm chí mình trả lời trật nữa. Đó là tại vì lúc đó làm sao? Mình buồn ngủ quá rồi. Rồi hôm nào mà mình lên nghe pháp mà mình buồn ngủ quá, thầy nói mình cũng nghe lải nhải vậy mà không biết ông nói gì. Rồi lát cái đại chúng ta cười cái rần lên, cái chuyện gì vậy? Rồi đôi khi mình cũng cười theo nữa, nhưng mà mình cười không phải thầy giảng, mà mình cười là ô tôi đang ngủ. Nói một cái chuyện đơn giản là khi mà mình thiếu ngủ thôi, chưa nói là mình thiếu ăn hoặc là mình quá khổ. Mà bên Ấn Độ ngày xưa là các cái giáo phái là người ta tu khổ hạnh ghê gớm. Có những vị người ta bằng cách là người ta treo cái chân người ta, một chân treo chân lên trên gốc, trên cái cây, chổng cái đầu xuống. Để chi? Để mong lấy cái khổ hạnh đó đó, để cho ở trển đó, ơn trên trển đó, chứng minh là thấy mình khổ hạnh quá, cho mình về trển hưởng phước. Tức là mình nghĩ là mình ở dưới này mình khổ hạnh cho dữ đi, để không, để rồi ở trển thấy tội nghiệp bưng mình về trển để mình hưởng phước. Rồi có người lấy những cái cây gai, có người lấy những cái cây gai chà vô trong người, đâm vào trong người để cho chảy máu, để mà lấy cái khổ hạnh đó và làm cái sự tu của mình. Thì thái tử Siddhartha cũng đã đi qua những cái con đường khổ hạnh của các thầy ở trong rừng như vậy. Tại vì lúc ngài đi tu thì ngài chỉ đi vô trong rừng, ngài biết rằng ở trong rừng có rất nhiều những người người ta đang ẩn tu, cho nên ngài mong ngài đi tìm những người như vậy để ngài học đạo. Và trong đó có hai người mà ngài đã hỏi đạo, và ông Uất Đầu Lâm Phất là một trong những người thầy của ngài. Nhưng mà cuối cùng rồi ngài không có tìm được cái gì mà rốt ráo ở nơi những người thầy đó, thì ngài phải đi tiếp tục thôi. Thì ngài tự ngài đi ngồi thiền, ngài khổ hạnh mình vậy đó. Rồi khi khổ hạnh quá xỉu thì là may lúc đó có cái cô Sujata đó dâng sữa cho ngài, thì ngài tỉnh dậy thì ngài mới hiểu rằng đói thì phải ăn, khát thì phải uống, mệt thì phải ngủ. Cho cuối cùng ngài quyết định là mỗi ngày đi khất thực, rồi đủ nuôi mình một bữa ăn, rồi ngồi thiền. Buổi cơm chiều là ăn dư, ăn đúng nhu cầu là ăn buổi trưa là đủ, còn ăn thêm buổi chiều là ăn theo tham cầu, tức là ăn lấy ngon. À, còn mình ăn lấy no là buổi trưa đó. Ăn lấy no là ăn để sống, còn buổi chiều là sống để ăn. Quý vị thấy ở đây mình đâu có thời giờ đâu mà enjoy lunch. Ăn lunch là ăn cho lẹ để đi làm. Buổi chiều bắt đầu nhâm nhi. Cho nên các nhà hàng á, buổi chiều là bán đắt. Bởi vì người ta rảnh rồi, người ta đi làm ra rồi, người ta ăn một cái big menu, cái thực đơn rất là lớn. Cho nên á, ở đây người ta hay nói vậy nè: buổi sáng là ăn cho mình, tại vì thức dậy á, ăn sáng là ăn cho mình đó. Buổi trưa là ăn cho chủ, tại vì mình ăn no để đi làm. Ăn no ăn lẹ để đi làm là ăn cho chủ. Còn buổi tối là ăn cho ma, tại vì buổi chiều buổi khuya là ăn không có tốt, thường là nó tiêu hóa rất là lâu. Và khi mà mình ăn nhiều buổi tối, ăn buổi tối mà ăn quá nhiều thì tiêu hóa rất là chậm, và chính vì vậy cho nên nó béo phì và nó làm cho con người mình dễ bệnh. Vì cái mình nó ban đêm á, cái hệ thống mình nó không được ngủ mà nó còn làm việc tiếp tục. Thì con đường trung đạo là một trong những cái phương pháp mà Đức Phật đã thành đạo và phát huy ra được cái con đường tu đó, là con đường trung đạo. Cho nên bây giờ đó chúng ta cũng theo cái tinh thần đó là tu trung đạo. Tu trung đạo là sao? Là chúng ta không hành thân ép xác. Phải bỏ hai cái cực đoan. Một là quá say đắm theo dục lạc. Ví dụ có nhiều người họ quan niệm
đi làm cực khổ, phải enjoy. Cho nên là cuối tuần là phải nhậu, có tiền là phải đi chơi, ví dụ vậy. Nhưng mà theo Ngài thì Ngài hướng dẫn chúng ta rằng chúng ta miễn làm sao đủ sức khỏe, cái gì cũng có nhưng mà trung đạo thôi. Mà Pháp Hòa thấy, quý vị thấy ở nước Mỹ nè, ai đi làm cũng đều có holiday hết. Người mới bắt đầu vô hãng làm, bất quá ngày nghỉ không được nhiều, nhưng mà ít nhất cũng được 5 ngày một tuần. Người đi làm lâu năm bắt đầu được 3 tuần. Ngoài 3 tuần lễ được nghỉ hay là 1 tuần lễ nghỉ để là gọi là giải trí trong một năm đi làm, mình còn được 5-10 ngày bệnh, đúng không? À thì rồi trong thời gian một ngày đi làm ít nhất phải 2 cái break. Một cái break, một cái nghỉ giải lao là 15 phút. Làm việc nhưng mà phải cho người ta giải lao, người ta thư thả, người ta uống một ly cà phê, ăn một miếng bánh rồi người ta trở vô người ta làm cho mình. Thành thử ra ở đây á, cái xứ văn minh là người ta đi làm á, người ta chia ra một ngày cũng có những cái giấc nghỉ rồi ăn trưa. À, rồi bây giờ người Mỹ thêm cái chuyện nữa gọi là gì, happy hour. Đi làm ra chưa về nhà đâu, tấp vô quán cà phê ngồi ăn cái bánh, uống miếng nước giờ đồng hồ với bạn bè rồi đi về lấy lại sức khỏe và tinh thần thoải mái về nhà nấu cơm. Happy hour. À, thì mình thấy là từ những cái đó rồi mình cũng thấy rằng đạo Phật không có rời thế gian, mà Đức Phật đã nhận ra một cái điều rằng bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, đại chúng ở đây á, mỗi lần Pháp Hòa về ha, là tối thứ bảy nghe pháp nha, trưa chủ nhật có một thời kinh rồi nghe pháp, và tối chủ nhật thêm thời là còn quy tụ chút chút. Chứ bây giờ mà về mà kéo thử sáng sớm 9 giờ thứ bảy lên tu nha, tu tới 9 giờ tối nha, trong danh sách con mình bà Diệu Tuấn bà ghi danh. Lý do là cổ ghi danh không phải cổ ham tu, mà tại cổ phải lên đây cổ mở cửa. À, thì thưa đại chúng là mình mới thấy á, là mình thấy là nếu mà bây giờ cái gì mà nó ngoài cái sức của mình là mình làm được. Tại bây giờ bắt đầu mình phải du di trở lại là thôi không tổ chức khóa tu, nhưng mà tổ chức thành một cái lễ rồi có nghe pháp đồ thì người ta có thể người ta về. Nhờ biểu người ta bỏ việc làm, bỏ hết việc nhà mà vô đây mà tu nguyên ngày với mình là coi bộ hơi khó. Đó, nhiều đó thôi là mình thấy chỉ có lâu lâu, chỉ có nửa ngày thôi mình tu cũng được. Tại vì sao? Tại vì giờ giấc mình đã chia hết rồi. Mỗi một ngày bao nhiêu việc nó đã chia rồi. Bây giờ muốn cắt những cái đó mà lên này là cả một vấn đề. Rồi bây giờ ha, mình dồn dã mình đi làm, làm mấy chục năm, tuần 7 ngày, ngày 15 tiếng. Tới hồi quể quải đóng cửa hết sức enjoy. Giờ muốn đi holiday đi hết nổi rồi. Thật ra là mình làm việc rất là nhiều, nhưng mà rồi mình cũng không có, khi mà mình muốn, mình nghĩ là mình ngưng là vì mình hết sức, mà thật sự khi là hết sức làm thì cũng không còn sức để mà đi chơi bao nhiêu nữa. Đi là mệt rồi. Cho nên Đức Phật á, khi mà cái bài pháp đầu tiên của Ngài, Ngài mở đầu bằng cái câu là: này các thầy phải lìa hai cực đoan. Một là quá say đắm vật chất, hai là quá hành thân ép sát khổ hạnh. Nếu một người mà tối ngày chỉ lo ăn, lo mặc, lo đẹp không thì đâu có thời giờ làm gì nữa đâu. Thấy không? Rồi một người thì tối ngày cứ lo hành thân ép sát thì bệnh tật tối ngày thì cũng chẳng tu hành gì được, chẳng chuyển hóa gì được. Quý vị thấy là mỗi ngày người ta phải quy định là ăn bao nhiêu để đủ calorie, đủ sức khỏe. Cho nên ở trong nhà dưỡng lão, tại sao mà mình nhận họ vô, mình phải cho một người già trong đó ăn một ngày 6 lần, ăn hơn người thường, ăn ngày 6 cử đó, 3 bữa ăn chánh, 3 bữa ăn phụ. Lý do là không phải họ ăn nhiều, mà là họ phải được chia cái lượng ăn của họ đều ra trong 6 buổi. Ví dụ một ngày họ phải bao nhiêu lượng đường mà không thể dồn một lần, chút buổi sáng, chút buổi trưa, chút buổi chiều, miễn cộng lại ngày đó họ đủ bao nhiêu lượng đường đó. Cho nên rất là cực. Vì sao? Vì họ quan tâm sức khỏe của người già và phải cho họ ăn đúng tiêu chuẩn như vậy. Rồi thậm chí người già ở trong nhà không ngoài không có tốt,
lâu lâu phải đẩy họ ra ngoài nắng, phơi nắng một chút, rồi cho họ ra ngoài họ thư giãn, họ giải trí, chứ không cho họ ở trong nhà suốt. Cho nên cái cô mà tổ chức chương trình sinh hoạt cho người già đó, sáng mà không thấy người già nào ra là phải đi từng phòng năn nỉ đẩy họ ra để cho họ hoạt động. Chứ ở đây á, họ tổ chức những cái bingo cho người già là không phải là tập cho người già cờ bạc, mà tập cho người già động não. Ví dụ họ kêu B24, chữ B 24 là người già phải nhìn kiếm chữ B và số nào là 24 để người già không có bị lẫn. Mỹ ở đây tổ chức những cái bingo cho người già, mục đích là làm cho người già động não, không có để họ bị thụ động. Và quý vị đi sinh hoạt trong những chương trình của người Mỹ là quý vị sẽ thấy người Mỹ, nói cái chữ Mỹ đây là nói chung là người Tây đó, mình ở đây kêu Tây á, là họ luôn luôn họ có những chương trình như vậy. Họ hát không phải, họ hoặc là chơi này chơi kia không phải là để cho cái vấn đề mà gì, mà người đối với người già là phải tập cho họ. Ví dụ như là lâu lâu á phải đọc sách cho họ nghe. Lâu lâu mình phải vô nói chuyện với họ, cho mấy người già họ thích lắm. Họ thích mình tới nói chuyện lắm. Ở trên nhà dưỡng lão đó, có nhiều bà già vui lắm, phóng quà mà vô thăm lần nào cũng nhiều chuyện đó thôi. Mà kể không sai một chi tiết. Tôi gốc là người Anh, tôi lấy chồng người Canada. Tôi qua Canada năm tôi bao nhiêu tuổi, ngồi kể rất rành rõ mà rất là vui. Mỗi lần phóng quà vô thăm kể xong rồi phóng quà đi. Đi về sớm vậy à? Nói cả buổi rồi mà khi Pháp Hòa xin phép đi về, đáp xuống, đi về sớm à? Thì Ngài, con cái sự thành đạo của Đức Phật, Ngài tìm ra một cái pháp là trung đạo. Cái thứ hai là Ngài dạy cho chúng ta sự thành đạo của mình là gì? Đó là phải tự nỗ lực bằng tự thân và tu tập đúng pháp. Thứ nhất là mình phải tu tập đúng pháp nha. Thứ hai là nỗ lực tự thân. Trong cuộc đời của chúng ta, ai lớn lên mà không muốn mình thành tựu một cái gì trong cuộc đời mình? Thậm chí con mình muốn con mình thành tựu, cho nên mình phải mở một con đường cho con mình đi. Mình hướng dẫn con mình học trường nào, rồi đi tìm những cái môi trường cho con mình, để cho con mình lớn lên nó thành tựu được cuộc đời của nó. Chính chúng ta cũng vậy. Và cứ như thế mà chúng ta đắp đổi và hướng dẫn cho nhau, để mỗi người thành tựu cuộc đời của mình. Cũng giống như các chú ở bên chùa, chú nào học xong lớp 12 là Pháp Hòa cho ngưng 1 năm, 2 năm đi về những cái tu viện chuyên tu học tu. Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng á, học đời không có khó. Ông thầy ngoài đời á lúc nào cũng có, mà ông thầy trong đạo hiếm lắm. Là nhất là những tu viện mà có những bậc trưởng lão, hòa thượng còn đang trụ thế, phải cho các chú về tu học nương tựa cái đức của quý ngài. Và hơn nữa là người tu cần cái gì? Cần cái tu mà. Cho nên về những cái tu viện chuyên tu để chi? Để xây cái đạo tâm, giữ vững cái đạo tâm. Mà tâm mà vững rồi thì nữa mình đi ra ngoài đời á, mình học đời khó nhiễm. Cho nên là đó là cái quan niệm của bà. Cho nên mình phải chuyên tu, tu để mình xây vững cái thành trì đó rồi thì mình ra ngoài mình ít có bị lôi cuốn, vì mình thấy được con đường mình đi. Người tu mà không thấy con đường mình đi, tương lai mình đi đâu làm gì? Nhiều khi tu đi vô chùa cho có vậy thôi, nhưng mà không thấy được cái mục đích đời tu của mình đã làm gì thì mình không thành tựu được cái sự nghiệp của mình. Tại sao? Vì mình không có nỗ lực tự thân. Mình tu á, thầy chỉ là cái người tiếp mình, dẫn mình vào trong đạo và cho mình cái phương pháp thôi, chứ thầy không có tu giùm mình được. Mình phải tự tu. Nhưng mà mình hên là mình tu, tự tu, nhưng mà trong khi tu có thầy. Để lỡ cái gì mà mình không biết thì mình hỏi thầy, rồi thầy chỉ dẫn cho mình. Nhưng mình đừng có nghĩ rằng thầy tu cho mình. Và mình cũng đừng khi, thí dụ như đấy, mình phải tu cho cha, mình phải tu cho mẹ. Mình nói như vậy để làm gì? Là vì mình phải tự nỗ lực mình tu, để cha mẹ thấy mình tu, cha mẹ tu theo.
Và đồng thời khi mình tu mình có hạnh phúc thì những người thân của mình họ hạnh phúc theo mình. Ví dụ bây giờ mình đi chùa, mình học Phật Pháp, mình chuyển hóa được cái khẩu nghiệp của mình, trời, thế gian người ta mừng lắm. Tại trước kia cái khẩu nghiệp mình quá trời quá đất. Chứ bây giờ nhờ mình đi chùa mình biết được cái tội, cái phước của cái nghiệp khẩu, thì bây giờ mình giảm cái đó lại là thiên hạ thái bình. Nhiều đó thôi. Cho nên mình phải, mà phải khi mình tu á, là mình phải tu đúng pháp. Cho nên khi có người thầy mình lỡ mình trật pháp thì thầy chỉ dẫn cho mình. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình ngồi thiền mà mình thấy là Phật phóng tượng tráng mình phóng ra, rồi Phật thế này thế kia, hay là cái hồn mình lân lân đâu đó, mình chạy tới thầy mình nói con tu vậy đúng không? Ông thầy nói không được, buông. Theo cái đó riết là con khùng. Thí dụ vậy. Hay là mình niệm Phật, niệm Phật mà mình nói trời bây giờ tôi niệm, tôi thấy mỗi lần tôi niệm cái Phật phóng trong miệng tôi Phật. Cái đó là vọng tưởng đó. Mà nếu có đi nữa đó, thí dụ mà có như vậy mà thật có thì chỉ ghi nhận đó là cái điềm lành khuyến tấn mình, chứ đừng dính vào cái đó. Mà dính vào cái đó một thời gian mà nó không còn nữa cái là mình khổ. Cũng giống như mình nhớ lâu lâu cơm tấm bị sườn chả là cái chuyện lâu lâu. Cái chuyện mỗi ngày của mình là cái gì? Cơm nước tương khô quẹt, rau luộc. Còn lâu lâu mới được cơm tấm bì sườn chả, chứ ngày nào cũng đòi hỏi cơm tấm bì sườn chả hoài nó cũng ngán dữ lắm. Cái gì cũng vậy đó. Cho nên á, cái điều thứ hai mà Đức Phật muốn nói với chúng ta, cái sự thành đạo của Ngài mà hướng dẫn cho mình á, là không cầu cạnh ai được. Cho nên đó là con về nương tựa Phật, không phải là con nương tựa vậy cái Phật đưa con đi đâu, mà nhận rằng Phật là gì? Người đưa đường dẫn lối cho con trong cuộc đời. Còn con về nương tựa Pháp không bằng con về nương tựa Mỹ. Con về nương tựa Canada. Con về nương tựa Pháp. Pháp này là gì? Là con đường của từ bi trí tuệ. Pháp của Phật là con đường có đủ từ bi trí tuệ. Mà nương vào con đường này, mình học theo con đường này, mình tu theo con đường này thì sẽ đưa đến mình trí tuệ và từ bi. Cho nên cái chữ nương tựa là mình nương vào trong đó để mình đi lên, nhưng mà tự thân. Cũng giống như chân yếu quá muốn lên chánh điện, nương cái bức vách, cái tay cầm. Có một người nào đi lại vịnh tay mình thì mình nương người đó mình lên. Nhưng mà tự thân mình phải dở từng bước chân để lên tới chánh điện. Và cái đó là cái đặc biệt của đạo Phật, không có dựa dẫm. Còn ví dụ như nó Phật phù hộ mình chuyện này chuyện kia đó, phải không? Thứ nhất an ủi mình. Còn thứ hai, người hiểu cái nghĩa chữ phù hộ cho nó đúng là gì? Nghĩa là Phật cho mình cái pháp đó để mình chuyển hóa. Ví dụ như bây giờ mình bệnh quá, mình nói gì? Trời ơi, cho con xin gặp được ông thầy, gặp được thuốc để con uống cho con hết bệnh. Nhưng mà ông thầy cũng đưa ra thuốc rồi thì mình phải lấy mình uống. Mình may mắn lắm mình gặp đúng ông thầy biết bắt bệnh cho mình và cho mình đúng cái thuốc. Tiếng Mỹ mà gặp nhà, oh what a bless. Đó là một cái sự may mắn mà một cái sự gia hộ. Cho nên chữ gia hộ của nhà Phật đó, nó không phải theo cái kiểu của mình hiểu là Phật lấy cái tay Phật rờ rờ cái là mình hết bệnh, hay là Phật cho mình cái gì, mà chữ phù hộ hay là gia hộ cho mình là gì? Hộ là hộ trì, phải không? Gia tâm tức là lấy cái tâm người đó quan tâm tới mình và hộ trì cho mình, gia tâm hộ độ cho mình. Thì cái chữ mà phù hộ hay là độ trì đó nghĩa là giúp cho mình, nâng đỡ mình, đưa tay mình để mà phụ mình đưa qua bên kia. Chứ khi mình qua được tới bên kia rồi thì phải tự nỗ lực. Cho mình leo lên chiếc thuyền á, mình ngồi đó đó thì một là thuyền nó là vòng vòng đó. Bây giờ muốn đi qua tới không? Tự tay mình cầm cây chèo. Cho nên thưa đại chúng là lục tổ á, Ngài Huệ Năng á, khi mà ngộ đạo ra với Ngài Ngũ Tổ rồi đó,
Thì Ngài Ngũ Tổ nói con không có duyên ở phương này, con phải đi về phương Nam. Ngũ Tổ dẫn Ngài Lục Tổ Huệ Năng ra ngoài bờ sông, lấy chiếc thuyền chèo. Thì Lục Tổ, Ngũ Tổ nói để ta đưa con một trận. Lục Tổ nói dạ xin thầy cho con chèo chèo. Khi mê thầy độ, khi ngộ con phải tự độ lấy con. Cho nên Ngũ Tổ cầm chèo chèo thuyền. Và cái cây chèo đó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái phương tiện để qua bờ. Và ngày nay cái truyền thống mà đi thỉnh các thầy cầm cái cây gỗ thỉnh vậy nè, cây đó kêu là cây bê. Cây tích là cái tích trượng. Thường thường cái đoàn cung nghinh quý hòa thượng trong những cái dịp đại lễ đó là có hai người đi hai bên, quý vị sẽ thấy đó, cầm hai cây tích trượng, là cái cây mà Ngài Địa Tạng hay cầm là cây tích, gọi là tích trượng. Còn cây bê á, nó có cái dáng xuống vậy nè, đó là tượng trưng cho cái cây chèo mà của Lục Tổ ngày xưa chèo đó. Đó là một phương tiện để qua bờ. Cho nên mình muốn độ sanh hay là mình muốn tự mình hết khổ thì phải tự mình chèo. Đó, đại chúng thấy bây giờ đại chúng nghe pháp rất nhiều, nhưng mà nếu mình không nỗ lực, mình tự tu, mình tự nghe pháp, mình tự chuyển hóa thì làm gì được. Nghe pháp là giúp cho mình học cái pháp đó, rồi mình phải tiêu hóa cái pháp đó để nó thành ra chất bổ dưỡng cho tâm. Còn nếu mình giống như đưa cơm cho mình ăn, mình ăn nhưng mà nó không tiêu là sình bụng, đầy bụng, không tốt, phải kiếm thuốc uống cho nó tiêu, vân vân. Cái thứ ba là nội dung của sự thành đạo là gì? Đó là giải thoát. Mục đích của đạo Phật thành đạo tu để làm gì? Để giải thoát. Mà cái giải thoát của chúng ta ở đây không phải là giải thoát cái cõi đời này rồi để chạy về cảnh giới nào ở, không phải. Giải thoát ngay này. Mà hai cái mà chúng ta bị vướng nhiều nhất đó là gì? Một là tham chấp, hai là tham, một là tham ái, hai là chấp thủ. Chấp thủ, tham ái là gì? Hễ mà mình muốn cái gì, được cái đó, mình dính cái đó. Rồi phải dính cái đó rồi thì mình muốn ôm chặt lấy nó và không có thể nào mình xả được nó. Phá hòa ví dụ như là mình mặc áo tràng, nhiều thợ may lắm, người ta cho mình nhiều cái áo lắm, mà sao áo nào có áo thì cái tay nó rộng quá, có áo thì cái ngực nó chật, cái áo thì nó ngắn ngủn, có áo thì vải không thích. Cuối cùng sao được cái áo tràng ngon lành quá. Vải thì không nhăn, đem đi đâu nó cũng nhẹ, không quá dài, nói chung là rất vừa. Rồi bắt đầu dính cái áo đó rồi đó. Rồi bữa nào mà đi chùa mà lỡ mà ai mà cầm lộn cái áo tràng đó, là từ đó về sau là mặc cái áo khác mà cứ nhớ cái áo kia. Trong cuộc sống của mình á, hễ mình có cái gì mà mình thích rồi á, bắt đầu mình sanh đắm nhiễm với cái đó, thì Phật gọi là ái. Hồi sáng này có một đạo hữu hỏi Pháp Hòa chứ khả ái là gì đó. Pháp Hòa nói khả ái là dễ thương. Còn ngược lại với khả ái là gì? Khả ố là dễ ghét. Còn nếu mà mình mà làm cái gì mà đột xuất quá mà người ta không có tin tưởng mình, tiêu khả nghi. Thì ông mới giỡn, ông nói vậy là bữa nào tôi về tôi phải khen vợ tôi, em bữa nay khả ái quá. Cho chú kia chú giỡn lại, chú nói ông mà nói câu đó vợ ông, vợ ông sẽ quay lại, bữa nay anh nói câu này hơi khả nghi. Mình thấy ai mà cái người đó mình kính trọng thì kêu là khả kính. Cái thì trong cuộc sống này á, cái mà chúng ta hay bị á, là thà không có là thôi. Có cái đó rồi cái bắt đầu cái gì? Nó dính cái đó. Buông được. Lúc mình chưa có cháu á, khỏe ru à. Ở khi mà có cháu mà nó giao cho mình giữ rồi, cái cũng cằn nhằn. Trời ơi thiệt á,
không có làm ăn gì được chứ mấy đứa nhỏ này. Nhưng mà không có cái ê mày sao mà em đem qua tao giữ. Mệt lắm nhưng mà không có nhớ. Mà thậm chí mà nó biết, mà nó biết mình nhớ cháu hay là nhớ con, đôi khi nó giận mình, nó không dẫn con nó qua. Nó không dẫn con nó qua và nó biết nó làm cho mình nhớ cháu chơi. Chọc bỏ ghét. Thường thường á, cho nên khi mà mình xả được cái đó, tức là mình tập trong cuộc sống của mình á. Hồi sáng này Pháp Hòa có đọc một cái bài, chưa có đọc hết, một cái ông Mỹ này ông viết. Rồi người ta rất hiểu lầm cái chữ là attachment. Attach, người ta hiểu lầm cái chữ đó. Cái chữ buông xả của nhà Phật á, nó không có cái nghĩa là you totally không dính nó. Không phải. Cuộc sống của mình, những cái gì mà chúng ta cần, chúng ta phải có chứ. Nhưng mà cái khó của chúng ta là có, nhưng mà lỡ bữa nào nó không có mình chịu không nói. Ví dụ như hồi mình mới nhỏ sanh ra đâu có biết ăn ớt, rồi cũng phải tập ăn ớt với người ta. Tập ăn riết cái bỏ không được. Đó, cái khổ của mình là cái chỗ đó đó. Mình đâu có biết uống cà phê, nhưng mà lớn lên cái bạn rủ đi nhâm nhi. Uống cà phê xong rồi ghiền rồi đó, bỏ cà phê không được. Sáng là không có là nhức đầu, phải có một ly. Có ai biết hút thuốc đâu. Không có cha mẹ nào nói con lớn rồi, ba phải dạy cho con hút thuốc. Không có ông già nào nói kiểu đó. Ông già ông thấy thằng con mà cầm điếu thuốc lỏng rầu muốn chết. Nhưng mà sao, giọt nước trước làm sao là giọt nước sau nó như vậy. Thì nhiều khi cha không hút mà nó hút. Nhưng mà nó là nó tập theo thói nhiễm. Mà khi mà ghiền thuốc rồi, tại vì người ta nói sao phải không? Nam mà vô tửu là như kỳ vô phong. Đàn ông mà không có rượu như cờ không có gió. Nam vô tửu, nam mà không có rượu thì như kỳ vô phong là như cờ không có gió. Mình nghe câu đó, mình mắc câu đó. Cho nên buộc lòng phải gì? Phải tập rượu với người ta để chứng tỏ mình là nam nhi chi chí. Trời đất ơi, uống vô rồi nó xỉn, nó sai, nó nói bậy, nói bạ. Mối tình đậu lòi ra hết. Thì cho nên đó, Đức Phật nói cái chỗ tu của chúng ta là giải thoát cái gì? Giải thoát cái tham ái và cái chấp trước. Thí dụ mình có một cái người yêu, mà mình yêu cái người đó, mình thương cái người đó, mà bản chất của tất cả mọi cái yêu thương dính mắc đó, nó đều khổ hết. Ví dụ như bây giờ mình thương người đó cho tới ngày hai người già chết cũng khổ, xa lìa khổ. Còn lúc mà còn sống với nhau mà gây gổ với nhau rồi xa lìa cũng khổ. Cho nên xa lìa sớm cũng khổ mà tới ngày viên mãn cũng khổ. Nhưng mà hai cái đó, một cái nó êm ái một chút, nó một cái là nó hơi lộn xộn một chút vậy thôi, cũng đều khổ. Cho nên thưa đại chúng, là chữ giải thoát là gì? Giải thoát nghĩa là khi mà chúng ta mở được những cái gút và chúng ta vượt được nó. Và chúng ta cứ tập. Bây giờ mình tập cái nhỏ nhỏ trước. Cuộc sống của mình, thí dụ như mình hồi đó mình mới qua Canada nè, chưa biết lái xe và chưa có tiền mua xe, đi xe bus đi làm không. Thời gian sau cái mua được chiếc xe, lái đi làm. Trời ơi, bữa nào mà xe hư đi xe bus bữa nó khổ ơi là khổ. Pháp Hòa nói vậy đó. Rồi hồi mà mình chưa có wifi, chưa có internet á, mình đâu có cần tới nhà ai nói dạ password là gì, không có. Mà bây giờ mà có cái internet, có cái vụ mà có cái phone rồi, là tới nhà người ta chưa kịp hỏi thăm anh khỏe không, wifi mấy vậy anh. Password mấy vậy, thấy chưa. Mà không có một cái là chịu không nổi. Điện thoại mà hết pin một cái là kiếm chỗ ghim liền, chạc liền, chịu không nổi. Cho mình mới thấy rằng thật sự ra cái xài nó không có sai. Nhưng mà thậm chí mình ghiền thì ai khổ? Mình khổ thôi, chứ còn người khác có khổ gì đâu. Nhưng mà đôi khi cái ghiền của mình không control được, mình làm khổ người khác. Ví dụ lỡ mình đi đâu á, Pháp Hòa đã từng thấy nhiều khi đi đâu hai vợ chồng mà người vợ quên mang gì theo cho ông chồng một chút thôi. Ví dụ như quên mang cà phê mà ông thường uống,
cặn nhằn cả ngày, đi con nhiều cũng nhớ. Trời ơi, bà nói thầy, thầy chở con đi mua giùm, ổng nhằn con mệt quá, có một gói cà phê mà ổng chưa nhức đầu ít mà con nhức đầu nhiều rồi. Thấy chưa? Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mình kẹt thôi, chứ không có gì hết. Chứ cái giải thoát của nhà Phật nó đơn giản lắm. Hãy dính đầu, mà cái gì chúng ta sống, chúng ta xài, chúng ta phải tập đi. Luôn luôn nhắc nhở mình thôi, có là xài. Và thậm chí nói chơi đi, có thì xài chơi, không có thì nghỉ chơi. Mình tập như vậy đó. Nè, ngay cái thân mình nè, mình thương nó giữ như thương cái thân mình nhất luôn. Cái gì mà tốt nhất là đem vô thân mình nhất luôn. Nhưng mà thật sự ra, làm gì làm, cái già nó cũng tới, cái bệnh nó cũng tới. Tại vì cái đó là cái sự thật. Bất quá là mình chỉ giấu che được chút nào thôi, chứ còn không bao giờ mà nó sự thật là mình trẻ được đó. Chứ ngày xưa Tần Thủy Hoàng bảo người ta đi tìm cái thuốc gọi là trường sanh bất tử, và dặn cái đoàn đi tìm thuốc nha, kiếm không ra thuốc thì đi luôn chứ về là bị giết. Mà họ cũng biết thân phận họ, đi tìm thuốc mà không ra. Mà trên đời này làm gì có thuốc gì mà gọi là thuốc trường sanh bất tử. Nếu mà thuốc trường sanh bất tử mà có là ở đâu? Thần thoại. Không có chuyện đó. Ông Thọ, mà chúng ta thường gọi là ông Thọ đó, ổng được nhiêu tuổi? 800 tuổi thôi, cũng chết. Sống tới 800 tuổi, 59 bà vợ. Đọc lịch sử ông Thọ, rồi cũng chết. Cho nên không thể thay đổi được. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng là sự thành đạo của Đức Phật. Vậy thì Đức Phật thành đạo, Ngài thành gì? Ngài thành đạo có nghĩa là Ngài thấy được mọi cái duyên của các pháp. Chữ pháp ở đây là mọi cái duyên của sự việc. Chúng ta phải quán chiếu và thấy rằng tất cả cái sự có mặt của chúng ta đều là duyên. Đủ duyên thì có mặt, và cũng đủ duyên thì chúng ta chia tay. Ví dụ như đủ duyên là ngày hôm nay Pháp Hòa về đây, sáng ngày mai đủ duyên tức là đến giờ rồi, Pháp Hòa phải ra phi trường đi về lễ Minh Tinh. Rồi lại đủ duyên chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái lễ khác nữa. Thành thử duyên là gì? Là những điều kiện. Khi điều kiện này đủ thì nó có mặt. Khi điều kiện này nó đủ thì cái kia nó phải đi. Muốn chết, gan nó chết mà thận phổi chưa chết, tim mạch chưa chết cũng phải nằm đó. Đến khi nào mấy kia nó nói giờ anh với tôi hợp tác nha, cùng sách đau lúc nha. Nó ok, cái mình hất lên cái xuống kia là rồi. Mấy đứa kia nó liên lạc với nhau hết rồi. Cho nên bác sĩ ở đây trước khi mà ký giấy đem cho nhà hoàng đem cái xác đi, bác sĩ phải đem cái ống nghe vô, đặt vô cái tim, đặt vô mấy chỗ xác định. Mặc dù mình nói với bác sĩ là má tôi mất rồi, mẹ ba tôi mất, nhưng mà bác sĩ chưa có đặt cái ống nghe vô xác định, chưa ký giấy, nhà hoàng không được mang xác đi về nhà hoàng. Dù mình có niệm Phật 8 tiếng xong rồi, mình phone cho nhà hoàng mình nói I am done, tới khiêm đi đi, nó không đem đi được. Nhà bác sĩ chưa ký giấy. Thí dụ như lỡ mất 3 giờ sáng, bác sĩ đâu giờ đó là chứng. Chờ tới sáng ngày mai, bác sĩ đến đặt cái ống nghe chỉ mấy, 1 phút 2 phút thôi, nhưng mà phải xác định là tất cả những cái tim mạch của người này không còn nữa. Người này đã thật sự đi rồi mới ký giấy. Thì cái sự chữ thành đó, tức là chúng ta thành tựu được cái kết quả gì mà do chúng ta đặt tâm tới nó. Thì Đức Phật ngồi thiền và Đức Phật tu tập để muốn thành tựu được cái tuệ giác mà thấy sâu, thấy rõ về cái bản chất của cuộc sống, để chúng ta sống với nó, có nó mà chúng ta vượt đi tất cả mọi khổ đau hệ lụy vì nó. Đức Phật khám phá ra, à, cái thân này là do bốn đại nó hợp thành, đất, nước, gió, lửa. Cuộc sống của con người là vay mượn, không phải thiệt của mình. Trước đó mình không biết, về nhờ Phật nói cho mình nghe, nhớ nghe, sống là mượn không à.
mượn từng hơi thở. Thở vô là mượn, thở ra là trả. Khát nước mượn một ly nước, 2 tiếng sau trả. Đói bụng mượn chén cơm, 2 tiếng sau trả. Cả ngày mượn trả, mượn trả. Cho nên hôm nào nó nói thôi, không có cho mượn nữa. Nước nó nói vậy, đất nó nói vậy, thì 4 cái kia nó nói thôi, bữa nay ông này nợ nhiều quá, cùng đồng lúc với nhau không cho mượn nữa. Là mình sống, mình nhớ là cuộc sống mình mượn từng hơi thở. Bây giờ mình quán được cái đó ha, quán được cái đó thì hôm nào mà nó, rồi Đức Phật còn nói ngoài cái mượn trả này, cái thân thể này là do 4 chất mà hợp lại, mà cái gì mà có sự phối hợp duyên sinh thì cái đó nó không thật, chỉ là tạm có. Mà rõ ràng cái thân mình là tạm có, từ một cái trứng nhỏ xíu trong bụng mẹ, rồi do cái duyên cái từ từ sao thành ra đứa con, đứa nhỏ, rồi lớn lên rồi cái thành ra đứa baby, rồi cũng 1 tháng 2 tháng dần lên thành bà lão ông cụ đó. Ví dụ vậy đó. Hồi tối này này đi về nhà chú khỏe đó, thì chú ngồi chú mới mở lại cái cuốn băng nhạc gì đó mà cái ông lính, ông thủy thủ gì đó, ông cứu người Việt hồi lúc mà đi vượt biên đó, mà cái hình chụp mà cái lúc mà ông cứu chiếc tàu 100 người đó, ông trẻ khô. Và tới cái hồi mà cái chương trình đại nhạc hội đó mà đưa ông lên để cảm ơn á, ông đi có đỡ, có người đỡ mà ông run. Hồi nãy cái hình trẻ đẹp, bây giờ là một ông già đi run. Thì mình phải thấy cái bản chất đó, sự thật đó để làm chi? Để mình không có bị quá khổ khi những cái đó nó đến với mình. Phật tử Pháp Hòa đi giảng khắp nơi, có nhiều vị nói thầy ơi thầy, cái chùa Hải Đức chắc thầy thương lắm ha. Mà hỏi sao vậy? Tụi con mời thầy 2-3 năm thầy mới tới 1 lần, còn cái chùa Hải Đức thầy đi hoài đi quý. Rồi một chuyện. Chuyện thứ hai, nói con, tụi con là ấn tượng nhất là 2 cái người ngồi đầu á, biết ai không? Ông Nguyên Thạnh, cô Diệu Tuấn. Ấn tượng nhất là 2 cái bác đó đó. Mỗi lần mà nhất là chú Nguyên Thạnh, mà ổng cười cái quay ngay chúng ổng cho nó nói trời thấy bác enjoy lắm. Nhưng mà bây giờ nếu mà đem những cuồng băng đó ra đó, từ cái lúc chú Tiến đầu tiên mà quay cho tới bây giờ mà ráp lại đó, là quý vị sẽ thấy một cái dòng chuỗi chuyển biến. Thấy không? Pháp Hòa về đây là năm Pháp Hòa mới có bao nhiêu tuổi? 20 mấy thôi. Bây giờ là 15, 16 năm rồi. Đó. Thì từ cái người mà thanh niên trẻ cho đến bây giờ là trung niên. Rồi quý vị từ những cái người trung niên bây giờ là dạ, lão niên. Nó cái sự thật mà. Làm sao mình thoa chối được? Bằng chứng rành rành. Bằng chứng rành rành. Hồi nào tóc mình gì đó đen nhánh, bây giờ là gì? Bạc. Bạc trắng, muối tiêu. Chờ bây giờ quý vị nghiệm lại hết tất cả những gì mà chúng ta gặp phải, chạm phải, sống với nó, tất cả từ bản thân cho đến mọi cái sự vật xung quanh thay đổi hết. Hiểu được như vậy thì vẫn sống với nó mà, đâu có bỏ nó đâu, nhưng mà tâm mình nhẹ nhàng với nó. Nó đến nó đi. Hồi Pháp Hòa về đây là cái nhà bếp ở dưới là toàn là trưởng lão không, Diệu Sáng, Diệu Thảo, rồi Diệu Quang rồi đó, mấy bác đó đó. Bây giờ nhìn lại dưới bếp là những bậc trưởng lão đó là không còn. Con người thì già yếu ở một chỗ. Con người đã đi theo diện bảo lãnh ông bà. Đúng không? Rồi bây giờ tới bây giờ tới phiên mấy cô mấy chú. Ở trên Trúc Lâm cũng vậy. Ở trên Trúc Lâm cũng vậy. Quý bác mà lo cho Pháp Hòa từ năm Pháp Hòa mới có 13, 14 tuổi, 14, 15 tuổi. Cho đến bây giờ là Pháp Hòa 40 mấy tuổi rồi. Mấy có một vài bác vẫn còn đó. Còn mà đa số là các bác đã theo Phật hết. Thì mình hiểu được như vậy, thì cái tâm mình nó nhẹ ra với tất cả những cái sự thay đổi như vậy.
không có quá khổ. Thì không có quá khổ nhà Phật gọi là giải thoát, dễ thôi. Cho nên thưa đại chúng nhớ là dù tình cảm của mình trong đời sống hàng ngày, tình cảm vợ chồng, bạn bè, anh em, cha mẹ, tất cả chỉ tạm ở thời gian rồi theo cái duyên nó phôi pha. Lúc mà mới thương gặp nhau là anh với em, rồi tới hồi mà về mà có được đứa con đầu rồi là kêu má một tí, má một tèo gì đó. Rồi lớn già già một chút là ông với bà. Mà hãy giận cái nó con chữ. Giận mà cái kiểu mà lịch sự lắm là du với mi. Còn mà hơi thô một chút là mày với tao. Đó, tất cả những cái biến chuyển, chỉ cần một chút xíu giận là chữ nó đã khác rồi. Cái giận lên thôi là chữ nghĩa mình gọi nhau thường ngày nó đã khác rồi. Là chưa nói mà người mà thiếu tu tập hơn á, khi còn chửi bậy, còn nói bậy với vợ mình, với chồng mình, với con mình, vân vân. Cho nên cái chỗ tu của nhà Phật là tu ngay cái đó, tu ngay những cái chỗ mà chúng ta hàng ngày vấp phải đó, chứ đừng đợi mình lên tới trển mình mới tu. Ở trển còn gì nữa đâu tu. Có ai chọc kẹo ai làm gì nữa. Những xin lỗi, nếu mà lên trển mà ở thì ở trển toàn là thượng thừa không à. Còn mình là tiểu thừa muốn chết, phàm phu muốn chết mà. Mà nếu mà mình chưa chuyển cái này sức mấy về trển ở được. Tại vì ở trển là những người phải chuyển hóa sạch trơn rồi mới lên trển được. Mình còn nguyên chất mà, không có lọc gì hết trơn. Thì làm gì lên tới trển được mà đòi lên trển. Cho nên muốn lên trển ở dưới này chịu khó lọc. Lọc cho nó sạch rồi mới ở trển được. Mà lên trển rồi là khỏi lo gì nữa. Vậy thì cái tu của mình tu ở đâu? Tu ngay đây. Tu ngay chỗ này mà thành đạo ngay chỗ này. Cho nên sự thành đạo của Đức Phật, tại sao Đức Phật không thành đạo ở cõi thánh, cõi Phật nào, mà thành đạo ngay thế gian này? Vì chính thế gian này mới có cái chuyện để chúng ta working với nó, làm việc với nó, phải không? Là thành tựu được nó. Cho nên những ông tỷ phú, những ông tỷ phú, mấy ông đâu phải là từ con nhà giàu mà ra đâu. Có những ông ban ngày đi học, khuya dậy sớm đi bỏ báo từng nhà, lượm lấy tiền từng cái tờ báo journal, báo xanh tùy theo mình ở đó, đi bỏ báo cho người ta, đi bỏ flyer, bỏ báo quảng cáo, kiếm tiền đi học để thành tựu được cái sự nghiệp của mình, để trở thành những cái người nghiên cứu, những cái nhà bác học hay là những người nhà giàu trong xã hội. Rồi quý vị nhìn các bậc hòa thượng của chúng ta, những vị hòa thượng bây giờ mà đạo cao đức trọng, có đệ tử hàng nghìn, các ngài từ đâu? Từ một chú tiểu, từ sự tham cầu đi học của các ngài. Các ngài đi tìm tòi Phật Pháp. Ngày xưa có những vị hòa thượng của mình phải đi bộ từ trong Nam ra tới Huế để mà đi tìm những bậc thầy, rồi học, học xong rồi đi bộ ngược lại từ Huế vô Nam để mà lập lên những cái sự nghiệp vẻ vang như bây giờ. Trong đó có hòa thượng Trí Tịnh của mình, còn hòa thượng Thiện Hoa, hòa thượng Thiện Hòa, những bậc thầy ở trong Nam đi ra ngoài Huế học để sau này trở thành những bậc hòa thượng hướng dẫn lại cho chúng ta những cái bộ sách quý giá như ngày nay chúng ta đã có. Rồi các ngài phải mò mẫm từng chữ Hán, hoặc là có những vị đi qua tại Ấn Độ mò mẫm từng cái chữ Phạn để mà dịch kinh viết sách lại cho chúng ta, đâu phải là chuyện bình thường. Rồi ngày hôm nay mà chúng ta được như thế này đâu phải là bình thường, đâu phải qua có xe hơi đi liền đâu, phải không? Đi xe bus thấy mồ luôn. Rồi bây giờ mà nói chuyện với Mỹ đâu phải bình thường, hồi xưa là quơ không đó. Nói chuyện với nó tới đâu là nói được 3 câu là quơ hết 7 chữ rồi. Không phải bình thường. Cho nên hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng, Đức Phật có nói 4 dạng người trong cuộc đời này. Có những người trước khổ sau vui. Trước khổ sau vui phải không? Thì giống như mình vậy đó, mới đầu cực lắm nhưng mà giờ hưởng rồi. Tu hành cũng vậy, mình phải chịu cực chịu khó. Cái không phải ai biểu mình, nhưng mà tự mình muốn. Nếu mình muốn có được một đời sống an lạc, giải thoát, thì mình phải chấp nhận những cái khó trong cuộc đời này, rồi chúng ta chuyển hóa nó. Ta chửi mình, trời nhịn khó lắm, nhưng mà ráng nhịn. Nhịn qua rồi thì yên thấm hết, trước khổ sau vui. Còn có những người trước vui sau khổ. Giống như bây giờ
sung sướng quá rồi cái không biết làm gì bắt đầu sanh tật á. Cái đó là trước khổ, trước vui sau khổ. Rồi có những người trước khổ sau khổ, đã khổ đau rồi mà cũng không biết tu tập để chuyển hóa, đi tìm những cái việc mà gọi là làm khổ cho mình, làm khổ cho người nữa. Cái này là trước khổ sau cũng khổ. Có những người trước vui sau vui. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày lễ Đức Phật thành đạo, Pháp Hòa muốn nói thêm một chút cái ý nghĩa thành đạo để chúng ta hiểu cho nó sâu. Đừng có nghĩ rằng mình phải ngồi thiền cho lâu để một lúc nào đó phóng hào quang để gọi là thành đạo, mà chúng ta thành tựu được cái quán chiếu từng sự việc trong cuộc đời này để chúng ta vượt những khó khăn, thành được cái đạo nghiệp cho mình. Dạ thưa đại chúng, cũng cái duyên thì thầy Trí Khải đó, thầy từ Việt Nam sang đi thăm Canada. Thì lúc còn ở Việt Nam á, thì thầy rất là quý mến Pháp Hòa, cho nên thầy quyết định là khi thầy sang Canada thì nhất định phải có một chuyến về thăm Pháp Hòa tại Edmonton. Thì sau đó thầy có liên lạc, thì Pháp Hòa nói là Pháp Hòa kẹt đi, kẹt kỳ thầy bận á, thầy chỉ về được Edmonton cái tuần lễ tới đây. Thì Pháp Hòa nói Pháp Hòa còn đi Regina, thì thầy mới nói thôi cho thầy đi về chung để thầy thứ nhất là cũng được thăm chùa Hải Đức, nơi mà thầy thường thấy qua những cái băng dĩa. Thứ hai là thầy nói là thật sự thì Pháp Hòa thì lớn hơn thầy tới 10 tuổi, thì giống như là người anh cả trong đạo vậy đó. Thì thầy nói thôi sẵn huynh đi thì để xin đi theo, thứ nhất là thăm chùa cũng như là có nhiều thời gian anh em gần gũi với nhau. Thì thưa đại chúng là Pháp Hòa từ lúc đi tu á, thì Pháp Hòa thiếu cái may mắn là không có huynh đệ đồng tu. Lúc nào cũng chỉ có một mình, một bóng trên cái con đường tu của mình. Thì thường thường các thầy đi tu á, có huynh đệ á, thì tu mình được nhiều cái niềm vui. Nhưng mà Pháp Hòa thì không được cái may mắn đó. Tu ở nước ngoài thì không có đồng đạo, không có huynh đệ tu chung. Cái không cái may mắn thứ hai là không bao giờ được đi học. Không có được trường lớp nào, không có được một cái lớp Phật học nào hết. Lúc nào cũng cu ghi một mình, từ học cho tới đời sống, cho tới việc làm đạo. Cho nên khi mà được một cái người tu nào mà cỡ trang lưới với mình, Pháp Hòa thương quý lắm. Giống như mình được cái người huynh đệ vậy. Thầy Trí Khải cũng là một trong những vị huynh đệ mà Pháp Hòa cũng quý. Vì mặc dù cái thời gian quen nhau không lâu, nhưng mà qua những cái trao đổi thì ai cũng có cái ý nguyện, cái tâm tư muốn tu hành, thì nó cùng một cái tần số với mình thì nó hợp thôi, duyên mà. Dạ, thì hôm nay cũng đủ duyên thầy về lần đầu tiên thầy sang Canada, và thầy về thăm Pháp Hòa thì anh em cũng về đây với đại chúng trong cái dịp lễ Phật thành đạo. Ngày mai sáng thầy sẽ đi về với Pháp Hòa tại Edmonton. Thầy ở đó chơi một tuần, tuần sau ở Trúc Lâm cúng lễ thành đạo. Sau đó thì sáng thứ hai thầy sẽ về lại Việt Nam. Thầy ở chùa Từ Tân ở quận Tân Bình. Dạ, quận Tân Bình. Dạ, thì một lần nữa xin phép được thay mặt đại chúng tại chùa Hải Đức, hay là cộng đồng người Việt ở tại Regina đây, rất là hoan hỷ đón mừng thầy đến với Canada. Chúc đại chúng khỏe vui. Chúng ta hồi hướng.